Chương trình này được bảo trợ bởi Chin và Kim Thu Cherry. nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 in hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. Happy Chewy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 7148976100 và 7144877889. Sâm ngâm mật ong Miss Linh và Hà Thủ Ô Miss Linh gọi ngay 4085807565 để đặt hàng. lê thái ngọc lan xin gửi lời chào thân ái đến tất cả quý khán giả đang xem chương trình cà phê sáng của leader sài gòn tv xin chào lê thái dạ vâng lê thái xin gửi lời chào đến quý vị đang theo dõi chương trình à, em gửi lời chào đến chị lan qua một mùa nghỉ noel đến mùa nghỉ tết là một Đúng năm không? đó, thì mình không gặp nhau một năm ngón qua nói lại là hôm nay đã là ngày năm tây tháng giêng rồi năm tây dạ, 5 tháng 5 1 tháng tháng rồi dạ. mình còn khoảng chừng năm tuần lễ nữa là bắt đầu tết dạ. uh, 18 tây tháng giêng thì sẽ là hội chợ tết ở ngay phước lộc thọ ừ. à, nhiều mà quý vị ở xa đó có thể sắp xếp thời gian để quý vị về dự uh, chợ tết ở đây rồi năm nay á, thì tết lại kéo dài từ uh, giao thừa là tối thứ sáu rồi đến mùng 1 là thứ bảy mùng 2 là chủ nhật cho nên cái thời gian rất là đẹp để cho những người ở xa có thể về đây để mà giữ tết đúng không dạ, à, thì em thấy là cái khung giờ mà ở ngoài phước lộc thọ cái cái chợ tết đó, thưa quý vị thì nó từ làm ngày 20 ngày 18 tháng 1 hồi là chị lan nói cho đến ừ. ngày tám tháng 2 thật ra cũng thời gian kéo dài để cho tất cả quý vị nào chúng ta ở tiểu bang sa chúng ta có thể tham dự rồi li sài gòn tv cũng làm rất là nhiều chương trình trong cái dịp tết này ở chị lan mình chị lan có có thể là mà nói một vài chương trình nữa năm, năm dạ. nào cũng vậy năm nay thì quý vị sẽ thấy chương trình tết rộng rã lắm tại vì đã nói nó nhiều rơi vào khi nào tuần nào mà rơi vào cuối tuần thì cũng đều có hết ngoài chuyện là ngày 4 tây tháng hai thì là chương trình bánh chưng bánh tét ở ngay Phước Lộc Thọ à, gói lên coi mọi người thì gói rất là dễ thương xong rồi trưng bày mâm ngũ quả rồi thi thời trang áo dài vân vân rồi đồng thời quý vị vẫn có thể là đi đi chợ Tết ở ngay phía trước đó à, rồi xong rồi ngay dịp Tết từ thứ sáu thứ bảy chủ nhật của cái 30 mùng 1 mùng 2 đó thì ở đây vừa có là chương trình đón giao thừa của Lido Sài Gòn TV nè rồi chương trình phố hoa ở đường man ở Grand roof nè rồi à, mùng 1, mùng 2 rồi chương trình à, đặc biệt à, của lý đô sài gòn tv cùng với chùa bảo quang vào sáng ngày mùng 1 nè à, sáng kéo dài đến chiều luôn rồi xong rồi diễn hành tết nè rất rất là sơm tụ rồi hội chợ tết sinh viên nữa cho nên là ai mà ở đây thì cái cái không khí tết nó không thua gì ở uh, việt, việt nam, nam hết mà ở đây rộn rã hơn một cái nữa đó là đốt pháo yeah. à, mặc dù đốt pháo á À, không có ở đâu có cái văn bản chính thức nào để cho chúng ta đốt pháo hết nhưng mà à, ở đây họ có những cái hay tức là họ hiểu được cái văn hóa đó của người Việt Nam cho nên là cũng mắt nhắm mắt mở dĩ nhiên à, đối với lại những nơi lớn ví dụ như là thành phố Westminster khi mà họ tổ chức um, diễn hành Tết đốt pháo dây pháo rất là dài thì không phải là um, ai cũng có thể đứng ra đốt pháo mà sẽ là ở bên đội cứu hỏa lính cứu hỏa là người ừ. họ sẽ dựng cái đó lên xong rồi họ là sẽ là người trong pháo để bảo đảm tất cả đều an toàn hết cái chữ hồi nãy chị Lan nói nhắm mắt mở để cho người Việt Nam của mình đốt pháo vào mỗi dịp Tết thưa quý vị đúng là thật sự là mắt nhắm mắt mở tại vì em à, nghĩ là mấy ngày tết đó, thường là lực lượng ừ. mà police rồi cứu hỏa người ta cũng làm việc rất là cực lực ở cái khu mà miền Nam Cali của của mình à, đơn cử là ở vùng mà vùng Phước Lộc Thọ của mình, Busa của mình thì à, lực lượng mà police cảnh sát người ta làm việc rất là nhiều. Thành ra là à, một lần nữa thì mình cũng cảm ơn tất cả lực yeah. lượng cảnh cảnh sát cũng là mắt nhắm mắt mở <laughs> bảo vệ người dân trong những quá trình mà chúng ta chơi tết nguyên đáng. Yeah, nhưng mà cũng có cái trường hợp á là có những cái khu thương mại nha ở quanh cái vùng Lý Đô Sài Gòn này mà là một cái cũng là chủ đất của người Việt nhưng mà họ lại đưa giấy trước đó cấm hết tất cả những cái cơ sở thương mại ở đó đổ pháo nếu đổ pháo là họ sẽ phạt tiền và cái số tiền họ phạt rất là nhiều thì cái đó cũng đúng là là họ nói ờ sợ những cái chỗ mà không phải là người Việt Nam Người đó họ phiền với tiếng pháo đi đùng đi đùng nhưng mà cũng hơi Hay khó đó, khăn không? <laughs> hơi khó khăn <laughs> hơi khó quá à, thưa quý vị à, Dịp Tết đến thì mình sẽ nói nhiều đến chùa chiền nhưng mà trước mắt á, là trong thời gian qua không hiểu vì lý do gì có rất là nhiều những ngôi chùa đã bị kẻ trộm, kẻ cướp tấn công ở cái vùng lý đô Sài Gòn của mình trong thời gian qua thì mình cũng đã nghe nhiều rồi nhưng mà ở đây á, Ngọc Lan đọc được cái thông tin là ngôi chùa này là ở bên New Mexico ngôi chùa nói chùa là cũng ngôi chùa Việt Nam chùa Hội Phước thì một vị thầy ở đây đã đưa lên trên Facebook của mình á. À, nói là cái việc này là nó xảy ra là từ ngày 13 tháng 12 rồi nhưng mà cùng một lượt nhiều ngôi chùa ở quanh cái khu vực đó đều bị những cái kẻ xấu nó vào để nó lục tung lên nó à, kiếm đồ đạc à, Cùng một ngày mà à, một ngôi chùa cũng gần nhau thôi một ngôi chùa thì lúc 9: năm 30 sáng rồi một ngôi chùa thì lúc một giờ trưa rồi chùa hội Phước là chùa mà à, vị thầy này đưa lên đó, thì là lúc 11 giờ sáng có nghĩa là theo camera họ coi lại mà những ngôi chùa này ở những cái vùng vắng vẻ như vậy á thì thường chỉ có một vị thầy thôi à nó, những ngôi chùa nó nhỏ nhỏ một vị thầy thôi cho nên ví dụ như cuối tuần á thì còn có nhiều phật tử đến để mà tu tập và để mà cúng vân vân nhưng mà bình thường mỗi ngôi chùa như vậy có một người thầy cho nên có nhiều khi người ta nói rằng là ở hồi đó giờ trong cái tâm tưởng của người Việt Nam á chùa tức là cái gì cũng ta nói chùa có nghĩa là nơi đến có thể đến bất cứ lúc nào uh, ăn chùa cái chuyện như vậy có nghĩa nơi đó là của bá tánh nhưng mà ở bên Mỹ này nó có những cái khác ví dụ như chùa người ta có giờ mở cửa có giờ đóng cửa đôi khi mình cũng thắc mắc là chùa mà tại sao có giờ đóng cửa nhưng mà bởi vì cái an ninh ở đây nhất là những cái chỗ này thì vị thầy này đưa lên nói rằng là quý vị cũng thông cảm là bởi vì nó có những cái chuyện như vậy xảy ra khi mà họ đến mà họ theo camera thì đến thường là một nhóm người rồi nó tìm cách này cách khác để mà nó canh để cho người ta uh, ai vô rồi nó xong vô vân vân rất là nhiều cái bất an như vậy. Dạ vâng. À, em nghĩ rằng là do người ta chắc cũng nắm được cái văn hóa của người Việt Nam của mình là chùa thường là giữ những cái tiền mà tiền tiền cúng của cúng dường của rất là nhiều người mà ít khi nào người ta em thấy là chùa người ta cũng tự quản về số tiền đó thì ít khi nào đưa vào trong ngân hàng trong ban để mà để trong chùa vậy thì rất là dễ để cho những cái người xấu thưa quý vị những kẻ xấu thì nó để ý mắt để mắt tới. À, thưa quý vị, trong cái đợt dịch COVID-19 mà trong năm 2020 cho đến, đến đến bây giờ thì chúng ta thấy rằng là covid 19 nó vẫn còn hiện diện và cũng ra những cái chủng mới thì cũng rất là nguy hiểm hôm nay thì rất là nhiều những cái người uh, chúng ta những người dân chúng ta cũng bị covid 19 rồi bạn bè Lê thái cũng bị rất là nhiều thưa quý vị mà nó ra một cái chủng mới thì cái chủng này nó làm cho mình rất là mệt mỏi vừa ho mà vừa mất giọng mà nó làm cho mệt mỏi lắm mà lây rất là nhanh thành ra quý vị nào chúng ta mà chưa chích ngừa covid thì chúng ta có thể là đến ngay những cái trung tâm hay là CVS hay là ở trong nơi khám sức khỏe của mình đó để có thể mà chích ngừa nếu như mà chúng ta muốn cho cơ thể chúng ta có một cơ thể nó an toàn. Liên quan đến vấn đề chích ngừa COVID thưa quý vị, à, trước trong năm 2020 thì có một cái loại thuốc nó rất là nổi lên. Đây là một cái loại thuốc mà giống như là thuốc chữa bệnh sốt rét mà chúng ta thường được là biết đến cái tên của nó khi mà đại dịch Covid-19 vừa bùng lên. Đó là cái thuốc à, hydroxychloroquine. Đây là một cái loại thuốc mà để chữa bệnh sốt rét. Mà trong quá trình mà mới bùng phát dịch đó chúng ta chưa có cái thuốc ngừa hay là chúng ta chưa có cái thuốc phòng á thì cái thuốc này như là một cái liệu pháp rất là an toàn mà được quảng bá rộng rãi, hầu như là tất cả các quốc gia nào người ta cũng sử dụng cái thuốc này để mà ngăn chặn những cái người bị đang bị nhiễm COVID-19. Trong đó thì có một số vấn đề liên quan đến chính trị như là tổng thống Donald Trump cũng là có quảng bá cái thuốc này coi như giống như là một cái loại thuốc nó đặc đặc trị đặc hữu để mà có thể mà trị, trị uh, sốt rét ngay thời điểm đó uh, trong một cái thời gian dài như vậy tính từ năm 2020 cho đến bây giờ thì uh, tất cả các nhà nghiên cứu y tế người ta đã nghiên cứu là có đến hơn 17.000 người có thể đã chết do người ta sử dụng cái loại thuốc này trong điều trị và Lê Thái Ngọc Lan sẽ quay trở lại cái bản tin này sau một vài thông tin thương mại quý vị giữ bản hình Chương trình này được bảo trợ bởi Chin và Kim Thu Cherry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 của hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. Happy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 7148976100 và 7144877889. Sông Năm Mật Ong Miss Linh, và Hà Thủ Ô Miss Linh, gọi ngay 4085807565 để đặt hàng. Cảm ơn quý vị vừa giữ làn sóng của Lido Sài Gòn TV trong chương trình Cà Phê Sáng cùng Ngọc Lan và Lê Thái. À, kính thưa quý vị, trước uh, phần quảng cáo thương mại thì Lê Thái có nói về cái loại thuốc là hydroxychloroquine. Đây là một trong những cái loại thuốc mà được sử dụng rộng rãi trong những cái năm mà đại dịch nó mới vừa bùng phát. À, thì theo nhờ những cái nghiên cứu ấy, thì vào tháng 2, tháng 3 năm 2020 thì cái loại thuốc này nó được quảng bá rộng rãi dựa trên các báo cáo sơ bộ cho thấy rằng là những cái hiệu quả tiềm năng của những cái loại thuốc cho này nó chống lại cái Covid-19. Tuy nhiên thưa, thưa quý vị, những cái nghiên cứu sau này từ tất cả các nhà nghiên cứu ở Pháp, Hoa Kỳ cũng như là Anh Quốc người ta đưa ra những cái công bố đó thì phân tích cho thấy rằng là có đến 16.900 ca tử vong vượt mức ở 6 quốc gia trong vòng cái thời gian từ năm 2020 cho đến nay đó là chỉ mấy sáu quốc gia thôi còn rất là nhiều cái nghiên cứu những cái nghiên cứu khác nó vẫn còn đang được người ta à, thu thập dữ liệu từ rất là nhiều quốc gia khác và sáu quốc gia này à, bao gồm là thổ nhĩ kỳ, bỉ, pháp, tây ban nha, ý và ngay cả hoa kỳ của chúng ta thì có thể là những cái ca tử vong này nó liên quan đến vấn đề người ta sử dụng cái thuốc là hydroxy, hydroxy chloroquine và người ta à, tất cả các nhà nghiên cứu người ta theo dõi cái số lần nhập viện của rất là nhiều bệnh nhân vào trong bệnh viện thì nó liên quan như thế nào thưa quý vị cái loại thuốc này là một trong những cái loại thuốc người ta để người ta chữa bệnh sốt rét thì khi uống cái loại thuốc này vào thì cái nó có nó có một cái tương đối là độc tính của loại thuốc này nếu như mà uống trong một cái thời gian dài để mà chữa bệnh covid 19 thì nó sẽ gây ra một cái tình trạng đó là làm cho nhịp tim của chúng ta có thể là nó bất thường dẫn đến chúng ta bị trụy tim mạch hoặc là bị suy tim khi đó tim chúng ta tự nhiên đang đập bình thường tự nhiên nó có những lúc mà nó bị ngừng lại nó không có hoạt động rồi bắt đầu nó hoạt động trở lại thì nó làm cho những cái lượng máu nó bơm vào trong cơ thể cũng như là tất cả các cơ quan nội tạng cũng như lên não đó nó bị nó bị stuck lại trong một cái thời gian nào đó thì khi đó cái loại thuốc này nó gây ảnh hưởng đến tim trong cái thời gian dài đó nó nó kéo dài ra thì những cái bệnh nhân nào chúng ta mà liên quan đến cái bệnh nền thí dụ như có bệnh nền về tim hoặc là chúng ta có bệnh nền về huyết áp hay chúng ta có bệnh nền về um, tiểu đường thì những cái loại thuốc này như là cái hydroxychloroquine này nó có thể nó làm cho chúng ta bị trụy tim mạch và nhiều ca tử vong do người ta nói rằng là uống thuốc hydroxychloroquine này trong một, một thời gian quá dài. Và cái thời gian nghiên cứu của tất cả các nhà khoa học người ta nghiên cứu kéo dài từ tháng 2, tháng 3 năm 2020 cho đến ngày hôm nay thì những cái ca tử vong thật sự liên quan đến cái thuốc này vẫn chưa gọi là đưa ra con số chính xác nhưng người ta nói là có thể từ 3.000 cho đến 30.000 ca tử vong liên quan đến các loại thuốc này À, và cái cơ quan thực phẩm và quản lý dược phẩm của Hoa Kỳ à, đã tạm cấp giấy phép để mà người ta sử dụng cái thuốc này vào ngày 28 tháng 3 năm 2020, có nghĩa là nó kéo thật dài trong thời gian chỉ mấy tháng thôi, nhưng người ta đã thấy những cái tác dụng phụ của loại thuốc này nó đã ảnh hưởng lên cái đời sống của những cái bệnh nhân bị nhiễm COVID-19 cũng như là có những cái bệnh nền liên quan kéo dài từ năm 2020 cho đến ngày hôm nay thì những cái ca này là những ca tử vong mà người ta trên thống kê của 6 quốc gia thôi nhưng mà còn những cái thống kê sau này nữa thì những nhà nghiên cứu này người ta nó sẽ đưa ra trong cái thời gian sắp tới à, thưa quý vị ngày chiều ngày hôm qua đó thầy cảnh sát ở khu vực Los Angeles họ phát hiện ra ở ngay một cái bụi cây gần 40 cái điện thoại à, hầu hết là iPhone bị vứt ở bên đó à, đến giờ phút này thì cảnh sát chưa cho biết là lý do tại sao mà họ tìm ra à, họ tìm ra được những cái cái chiếc điện thoại này ở bên cái vệ đường như thế nhưng mà chị biết rằng là sau khi mà những cái chiếc điện thoại này ngay chiều hôm qua được được đưa lên tin tức đó thì có những người họ đã liên lạc liền họ nói là họ là người bị mất mà nhiều cái điện thoại ở trong này là bị mất là nạn à, những chủ nhân của họ là tham gia trong cái một cái bữa tiệc cao đao ở San Bernardino hôm mới vừa rồi thôi à, không chưa biết rằng nghi phạm là ai, tên nào nó đã đánh cắp những cái này rồi tại sao nó mang đến đây nó vứt một đống như thế. Nhưng mà bây giờ cảnh sát chỉ nói rằng là nếu mà quý vị nào mà bị mất phone mà quý vị dò dò ra cái cái iPhone rồi biết được cái nơi đó thì nói ngày hôm qua có nhiều người người ta đi thẳng đến cái chỗ này để người ta tìm thì quý vị có thể liên lạc với cảnh sát ở khu vực này để mà quý vị lấy lại. Um, nhắc đến cái chuyện mà iPhone ở trên đó có cái tìm mà My iPhone người ta theo cái đó người ta track, track coi cái những người bị mất phone đó thì nó cũng có nhiều cái chuyện nó rất là um, giống như mình cũng khó hiểu có thể là cái phone nó bị mất rồi cái người mà đánh cắp nó đi đâu ngang cái khu vực của nhà mình chẳng hạn thì tự dưng cái người kia người ta đi track ngay đến đó người ta đến ngay cái nhà đó người ta hỏi ừ. người ta hỏi rằng là tôi bị mất cái phone này nè <laughs> À, nó nó có những cái trường hợp như vậy rồi và mình thấy trong thực tế cho nên trong trường hợp đó là sao chỉ còn cách là nói là nếu mà nhà này không có Nếu muốn thì cứ gọi cảnh sát đến để họ điều tra thôi chứ cũng không biết làm sao hơn thì à, đây là cũng là một cái điều đấy là 40 cái iPhone em nghĩ rằng à, có thể là nó cũng sẽ muốn bẻ khóa nó cũng muốn mở những cái phone này để ừ. lấy những cái dữ liệu cá nhân cũng có chứ không phải không à, tại vì nếu như mà lấy một nhiều như vậy để làm gì Em nghĩ là cũng phải có mục đích đúng không chị lan đúng rồi. <laughs> phải có mục đích người ta mới lấy nhiều như vậy mà bỏ ngay chỗ đó thì cũng phải có mục đích nào đó mới bỏ kính à, thưa quý vị khi mà chúng ta ăn uống tất cả các loại thực phẩm này nọ à, hoa kỳ chúng ta thì được một cái là đỡ một cái là chúng ta có những cái cơ quan như là fda cdc là những cái cơ quan nó bảo vệ những cái vấn đề liên quan đến thực phẩm những cái cơ sở thương mại những cái cơ nhà hàng kinh doanh nào tất cả một cái mà chúng ta làm những cái sản phẩm mà nó mất, mất vệ sinh không hợp vệ sinh hoặc là những cái sản phẩm đã được sản xuất ra mà nó gây lên những cái triệu chứng những cái bệnh tật ung thư những cái phản ứng phụ hay là những cái tác hại lâu dài thì FDA cũng là một trong những cái cơ quan rất giúp rất là nhiều cho chúng ta trong vấn đề mà chúng ta bảo vệ sức khỏe. À, nói đến chúng đến vấn đề là khi mà chúng ta xem một cái record một cái sản phẩm nào đó đó thì chúng ta biết được cái sản phẩm đó chính xác thì không nói rồi. Nhưng mà hiện nay á với cái tình hình mà chúng ta ăn uống nó nhiều như thế này rất là nhiều cái sản phẩm được sản xuất ra ở thị trường vào thời điểm này thì liệu là có biết là quý vị hay là chị Lan có nghĩ rằng là chúng ta ăn những cái sản phẩm đó là FDA người ta cũng đã chuẩn thuận là nó nó không không có bị độc hại an toàn nhưng mà chị có nghĩ là nó cũng bị nhiễm một cái số cái chất nào đó bên trong khi mà chúng ta đã sử dụng hay không? Ừ, có thể. Cũng có thể đúng không? Dạ. Yeah. À, mình cứ mình cứ nghĩ là ở tất cả những cái sản phẩm đó chúng ta sử dụng nó là an toàn nhân thực. Thật... Thưa quý vị, một cái tổ chức đó là cái tổ chức Consumer Report. Đây là một trong những cái nhóm vận động phi lợi nhuận. À, vừa qua cái nhóm này thưa quý vị đã thử trên 85 cái mặt hàng thực phẩm được bày bán tại các cái chuỗi cửa hàng siêu thị như là Walmart, Target, Target rồi những cái kiểu, chuỗi cửa hàng những cái chợ này nọ đó. Thì người ta tìm thấy một cái số mức gọi là hóa chất nhựa. 85 sản phẩm thì hết 84 loại sản phẩm đó có chứa những cái hóa chất trong đó chất nhựa. Và theo cơ quan FDA thì những cái chất này là những cái chất nó gây nên vấn đề mà bị vô sinh cũng như là bị ung thư. Nếu như chúng ta sử dụng trong cái thời gian dài hoặc là một cái số lượng quá lớn á, thì nó vào trong cơ thể nó tích tụ lại thì có thể sẽ gây ra vấn đề về ung thư. Và cái báo cáo này cũng cho biết rằng là những cái hóa chất này được là gọi là một cái chất làm dẻo hoặc là chúng ta gọi là talit nó thấm chủ yếu tập trung vào qua những cái vật liệu như là đóng gói và chúng có thể là gây ung thư vô sinh hoặc là bị dị tật bẩm sinh, à, béo phì và các vấn đề nó liên quan đến những cái sức khỏe nghiêm trọng khác. Và cái nhóm này người ta cũng đang kêu gọi là tất cả các liên bang các tất cả các tiểu bang của Hoa Kỳ, liên bang có nghĩa là cấm cái sử dụng cái chất là cái chất Thalidomide này ở trong tất cả các sản phẩm mà hiện nay đang đưa ra ngoài thị trường cho người tiêu dùng người ta sử dụng và các sản phẩm này nó có hàm lượng nhựa rất là cao thú vị trong đó có những cái loại rất là nổi tiếng nãy giờ lại thấy xuất hình cho quý vị thấy á có những loại là cereal mà chúng ta thấy là bán ở trong ở trong Costco nhưng mà uh, rồi những cái loại như là Del Monte rồi cái uh, General Mill ức gà Cebu uh, và những cái báo cáo của những cái hãng này thì người ta nói rằng là trong những cái thành phần của nó thì FDA người ta chuẩn thuận có nghĩa là những cái thành phần trong đó nó không gây cho nguy hiểm lắm cho sức khỏe nhưng mà nếu như chúng ta đã sử dụng cái này trong một cái thời gian dài hoặc là uh, một cái uh, những đứa trẻ nhỏ đó thì các cơ thể có thể tàn còn yếu thì mới nếu mà sử dụng mấy cái này trong một cái thời gian dài quá lâu á thì ít nhiều gì nó cũng sẽ ảnh hưởng nhưng mà Lê thái nói đây không phải là những cái sản phẩm này nó sẽ gây hại FDA người ta vẫn cho sử dụng bình thường nhưng mà tại vì 85% 85 mặt hàng thì hết 84 mặt hàng đã bị nhiễm nhựa rồi thì chúng ta thiết nghĩ rằng là hiện nay trong cái đời sống mà sinh hoạt ăn uống của tất cả chúng ta nó liên quan đến cái vấn đề mà an toàn thực phẩm thì những cái sản phẩm được bao bì đóng gói trong các hộp trong các bao nhựa này ít nhiều gì nó cũng sẽ thẩm thấu qua rồi trong những cái đường nước rồi đường ăn uống của chúng ta hiện nay ở California cũng như là nhiều tiểu bang khác hoặc trên toàn thế giới thì nếu như những cái nguồn nước này nó bị ô nhiễm nghiêm trọng thì nó cũng sẽ là thấm thẩm thấu qua những cái loại thức ăn này rồi trong những cái bao tay ở trong cái bài báo này cũng nói là những cái bao tay là những cái băng truyền ở trên những cái cơ sở sản xuất rồi trong những cái hộp chúng ta cứ tưởng là nó an toàn nhưng thật sự là một thời gian nào đó nó cũng sẽ thẩm thấu vào và nó vào trong thực phẩm và khi đó thì chúng ta ăn thì nó đi vào trong cơ thể nhưng mà người ta nói rằng cái mức nó vẫn là mức an toàn cho phép nhưng mà cũng phải đưa ra những cái, những cái bài báo này để cho những cái nhà tiêu dùng những nhà sản xuất người ta có thể là thay đổi một cái số mặt hàng nào đó về bao bì ấn phẩm để mà nó bảo vệ sức khỏe của người dân sau này nó được tốt hơn nó được thật là bơ phẹt thân thưa quý vị À, quý vị giống hình Ngọc Lan và Lê Thái sẽ quay trở lại sau một vài thông tin thư thương mại vào trời trở đây. Chương trình này được bảo trợ bởi Chin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 in hình bản đồ Việt Nam 714 985 9999 và 714 657 7866. Happy Chew Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714 897 6100 và 714 487 7889. Sâm ngâm mật ong Miss Linh và Hà Thủ Ô Miss Linh gọi ngay 408 580 7565 để đặt hàng. Mời quý vị vẫn tiếp tục với phần 3 của chương trình cà phê sáng của lý Do Sài Gòn TV. À, thưa quý vị trước phần quảng cáo thì Lê Thái đang nói về cái chuyện mà thực phẩm chúng ta ăn à, có rất là nhiều cái thứ mà chúng ta ăn hàng ngày nhưng mà nó à, mặc dù được FDA chuẩn thuận nhưng mà đâu đó nó vẫn còn có những cái chất à, có thể là ảnh hưởng đến sức khỏe. Nhưng mà Ngọc Lan nghĩ trong cái đời sống hàng ngày mình thở thôi nó cũng bệnh nữa. Tại vì không có cái gì là nó nó hoàn toàn nó tinh khiết một trăm phần trăm hết á. À, cho nên mình cũng sợ cái này sợ cái kia nhưng mà quan trọng là thường á, thì những cái cảnh báo đưa ra nó đều hơn cái mức uh, nó nguy hiểm hơn cái mức mà chúng ta phải phải lo lắng. Uh, nhưng mà nhắc đến cái chuyện ăn uống á, thì hôm nay có một cái bản tin viết vào một câu chuyện khá dài ở trên KTLA liên quan đến việc một nhà hàng nhà hàng này á là nhà hàng của người lào chủ người lào nhưng mà họ bán những cái thức ăn là món thái tên của cái tiệm cái nhà hàng mới mở trở lại mở trở lại là uh, Thái and Love Restaurant thì cái câu chuyện mà người ta muốn đưa lên để thấy rằng á đây là một cái uh, giống như là một cái uh, điển hình cho cái chuyện mà nạn nhân của cái sự thù ghét ừ. uh, đầu tiên thì đây là cái người chủ của nhà hàng đó anh này là người lào là David Rasavon À, chỉ ngoài 40 tuổi thôi Thì cái tiệm, cái nhà hàng của anh mở Là bán thức ăn Thái Rồi những cái món của người Lào vân vân, Vợ anh thì lại là người Việt Nam à, Vợ anh là người Việt Nam Thì khi mà nhà hàng mới mở ra được à, Ở Fresno mới mở ra được khoảng 7 tháng thôi Thì tự dưng một ngày có một người Ờ, chẳng biết có phải là thực khách ở đó hay không, tự nhiên họ bỏ lên trên mạng á, cái hình họ chụp cái hình họ nói là ô có một con chó pitbull được uh, trói ở gần cái cái nhà hàng này nè và sau đó nó đã được chế biến thành những cái món ăn những món thịt ở trong nhà hàng này thì trước một cái lời uh, post lên mạng giống như là một cái sự vu khống như vậy thì ngay sau đó anh này anh chủ nhà hàng nói là chỉ một ngày sau thôi thì nhà hàng của anh liên tục được nhận được những cái lời đe dọa những lời thoá mạ đủ hết uh, liên quan đến nhà hàng nói là nơi này là nơi bán thịt chó rồi nói là những cái lời xúc phạm vân vân thì nó ảnh hưởng nghiêm trọng đến cái tình hình kinh doanh của cái nhà hàng này rồi chưa kể nói là ghê gớm nhất là có một người phụ nữ à, gần ở đó họ đến trước cửa tiệm họ chửi bới họ nói rằng là à, chúng mày là bán thịt chó à, rồi hãy cút về nơi xứ sở của chúng mày đi vân vân đến nỗi á, họ làm đến nỗi á, là anh này bắt buộc phải đóng luôn cửa tiệm trong 6 tháng bởi lý do là an toàn cho à, những cái người làm việc ở nhà hàng này à, thì sau đó thì anh ta lên tiếng bắt đầu à, giống như khi mà cái phong trào từ sau covid 19 nó diễn ra nhiều người người ta có những cái thù ghét rất là vô cớ thì anh đi kêu gọi một cái vừa lên tiếng để bảo vệ mình vừa kêu gọi cái sự giúp đỡ thì những người mà người ta hiểu được cái câu chuyện đó bắt đầu người ta xúm lại người ta giúp đỡ anh này à, những người họa sĩ ở gần đó rồi họ giúp uh, trang trí tìm một cái địa điểm khác mở cái cửa tiệm lại rồi họ À, vẽ những cái bức hình đồ lên rồi xong rồi giống như là một cái lời kêu gọi rồi người ta đưa ra để cho thấy rằng là cái văn hóa à, ẩm thực của mỗi một cái quốc gia nó khác nhau như thế nào mặc dù là nhiều nước ở châu á họ có ăn thịt chó bây giờ vẫn có chứ không phải là không nhưng mà cái điều đó không phải là ở cái nhà hàng này vân vân thì đây là à, những cái thành viên ở trong gia đình của anh chủ nhà hàng đây là anh chủ rồi bố mẹ anh cùng cô vợ này là người việt nam đây là cái người anh em họ nhưng mà từ đây mới thấy rằng là người ta hỏi là anh có có đeo đuổi cái vụ kiện những cái kẻ mà nó uh, giống như một cái sự vu khống như vậy không thì anh không có trả lời dứt khoát rằng là anh anh cho biết chi tiết như thế nào nhưng mà để thấy rằng là trong thời gian qua những cái chuyện mà ta gọi là uh, vu khống này, hay là bắt nạt trên mạng đó nó đã làm ảnh hưởng rất là nhiều À, những người mà bị tấn công một cách vô cớ cũng có rồi những người mà ảnh hưởng đến ví dụ như là cái tiệm này rõ ràng là họ phải đóng cửa trong 6 tháng thì những cái chuyện này nó có ảnh hưởng đến cái cộng đồng Việt Nam của mình ở quanh đây hay không? Cũng có. À, trong thời gian qua chúng ta thấy nếu mà ở trên mạng Facebook là cái mà người ta sử dụng nhiều nhất quý vị sẽ thấy được cái tình trạng gọi là bắt nạt ở trên mạng hoặc là những cái sự vô khống tưởng chừng là vô thưởng vô phạt nhưng mà không đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến các business tự nhiên một người nào đó có thể là nhảy lên bỏ lên một cái post trên một cái group nào đó nói rằng nhà hàng a b c d à, là như thế này thế này thế này những cái điều không tốt mặc dù rằng những người khác xem chưa biết là điều đó đúng hay là không nhưng mà nhiều người khác sẽ ai vua nhảy vô là bắt đầu họ những hùa cái theo. Ừ, hùa theo rồi những cái người á mà cạnh tranh họ nhảy vô họ thêm thắt cũng có rồi có những người họ dựng lên cả một câu chuyện cũng có thì những người mà người ta làm ăn thì bao giờ người ta cũng muốn mọi chuyện nó dễ dàng để cho họ làm công việc làm ăn rồi bây giờ nếu mà đứng ra thư kiện đôi khi họ cũng chẳng biết cái người đó là ai nhưng mà cái người những người a vua và những người tin một cách mù quáng rất là nhiều họ không cần biết vậy mà cái tin tốt á thì nó lan chậm mà những cái tin xấu thì nó lại lan rất là nhanh mà họ không cần biết thực hư như thế nào thì đây là một cái câu chuyện người ta đưa lên để thấy được rằng là cái niềm tin gọi là mù quán hay là những cái lời vu khống nó sẽ ảnh hưởng ra làm sao nhưng mà rồi thì cuối cùng họ vẫn chứng minh được rằng à, những cái điều tốt đẹp những chân lý thì nó sẽ thắng là như vậy ờ, mình thích nghĩ là đâu phải ai người ta cũng phải khi mà người ta xem nghe một cái tin nào đó là người ta suy xét là cái tin đó người ta có chính xác hay không đâu. Đúng. Cứ mà thấy mà cái tin mà liên quan đến vấn đề tiêu cực là chúng ta cứ xe mạnh tay thôi. Thành ra đây là một trong những cái bản tin mà chị Ngọc Lan đưa đến thì Lê Thái thấy rất là ý nghĩa. Tại vì hiện nay một số người dùng giống như cho bản thân của mình hoặc là bản thân của tất cả quý vị chúng ta ở nhà chúng ta vẫn sử dụng mạng xã hội Facebook, TikTok là Instagram, là những cái câu nói tưởng chừng như rất là dễ nhỏ của chúng ta chúng ta đi theo một cái số đông nào đó mà chúng ta chưa có kiểm chứng và đưa lên thì ảnh hưởng rất là nhiều đến cái cơ sở kinh doanh của người khác thành ra thôi. Thôi thì chúng ta nên xem là cái nào mà chính xác nhất, hay là chúng ta đã, đã khi mà thông tin mà chính xác của những người ta báo lớn người ta đã đưa rồi thì chúng ta hãy đưa tin thì lúc nào nó cũng sẽ là cái điều chắc ăn hết. À, liên quan đến vấn đề của nhà hàng Thú vị. Một cái nhà hàng cũng là một cái nhà hàng rất là nổi tiếng ở Pasadena ở California của chúng ta vừa mới bị Bộ Lao động Hoa Kỳ à, nộp đơn lên cái tòa án liên bang, có nghĩa là Bộ Lao động của Hoa Kỳ nộp đơn để kiện cái nhà hàng này lên tòa án liên bang vào tháng 12 vừa qua, cuối tháng 12, vì cái chủ có một cái chuỗi nhà hàng này, ông tên ông chủ tên là Jean Christopher, nhưng mà cái chuỗi nhà hàng này tên là February, February và Matthias Walkers. Nó là một trong những cái chuỗi cửa hàng Internal French Bistro uh, rất là nổi tiếng ở Hoa Kỳ chúng ta quý vị thấy ở trên đây. Thì cái nhà hàng này thưa quý vị bị bị kiện là lý do như thế nào? Tất cả các số tiền tip của khách hàng người ta tip cho nhân viên từ ở trong cái cái hộp đựng ở dưới cái máy tính tiền ở trên bàn ngay cả là 20% cái phí phục vụ nằm trong cái biêu tính tiền của tất cả các khách hàng thực khách người ta đến nhà hàng này người ta ăn thì đều bị chủ sở hữu của những cái chuỗi hàng kinh nhà hàng kinh doanh này lấy không đưa lại cho nhân viên à, tổng cộng là hơn 18 nhân viên làm tại cái chuỗi nhà hàng này hoạt động trong rất là nhiều năm qua nhưng khi mà đưa đó thì trong vòng một tháng đó thì chủ cái 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 cái, cái chuỗi thức ăn này thưa quý vị cứ gọi là cứ gieo gieo cho nhân viên 18 nhân viên này nhưng mà gieo với số tiền rất là nhỏ nhoi và theo cái vụ kiện đó, thưa quý vị vào tháng 12 năm 2021 tức có nghĩa là hai năm trước đó, thì cơ quan điều tra của bộ lao động hoa kỳ người ta điều tra ra là tổng cộng là khách hàng người ta đã để lại tiền tiếp hơn 12.000 mỹ kim tiền tiếp và cái thẻ tín dụng uh, mà khi mà người ta cà thẻ trong đó thì chỉ có khoảng là 7.500 Mỹ kim trong số đó được chuyển tới tay nhân viên thôi, còn lại những cái số tiền còn lại là nó vào tay của chủ và những cái người chủ này sử dụng số tiền này để mà đưa vào trong vấn đề kinh doanh, xoay chuyển trong vấn đề kinh doanh không đưa lại cho nhân viên người ta khi mà người ta uh, làm việc này nọ tiền gieo cũng có uh, tiền uh, tiền chít không có. Rồi trong khi đó thì Bộ Lao động Hoa Kỳ cũng cũng phát hiện ra là một số nhân viên ở trong đây á cái thời hạn mà lao động nó không đúng trong cái hợp đồng lao động đội tuyển dụng nhân sự cũng là tuyển dụng bị chuyển đổi cái vị trí nhân sự một cách không cái chính xác, không có đúng đối với cái cương vị người ta để mà nhằm giống như là ăn gian những cái tiền ở trong đó thí dụ như tiền ship hoặc là tiền tiền lương hàng tháng chẳng hạn thì đây là một cái vụ kiện của bộ lao động đã đưa ra trong tháng 12 vừa qua và hiện nay thì cái đạo luật tiêu chuẩn lao động công bằng của California cũng như là của liên bang người ta nói rằng là sẽ làm việc với tất cả các chuỗi cửa hàng đến từ cái tập đoàn mà chuỗi thức ăn này chúng ta không biết là vụ kiện này sẽ đi đến đâu nhưng chúng ta thấy rằng là khi mà một người nhân viên người ta làm việc ở trong một cái nhà hàng cái tiền lương thưa quý vị thật sự là nó không có nhiều để mà trang trải cuộc sống đó, thì đủ sống mà thôi đối với những cái chủ cửa cửa hàng mà nó bán nhiều đó, thì thật sự những người nhân viên trong đó người ta sống nhờ vào cái tiền tip rất là nhiều ừ. có những cái chủ cửa hàng Lê Thái thấy rằng là khi mà đến cuối năm hoặc là cuối tháng người ta đưa ra cái tiền tip nhân viên nhận nhiều người nhận được đến năm 000 10 ngàn nó rất là nhiều là cái tiền tip những cái nhà hàng rất là đắt đó thì đây là một trong những cái vụ kiện mà lấy thấy thế cũng cũng rất là hợp lý rất là ý nghĩa rất là xứng đáng để cho những cái chủ doanh nghiệp này chúng ta đang có lực lượng nhân viên mà chúng ta đang bán chúng ta nên để ý đến cái cuộc sống của những người nhân viên qua cái tiền ship này à, quý vị giống hình chúng tôi sẽ quay trở lại sau một vài thông tin thương mại bảo trợ cho đây chương trình này được bảo trợ bởi Chin và Kim Thu Jewelry nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. Happy Chewy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 7148976100 và 7144877889. Sâm ngâm mật ong Miss Linh và Hà Thủ Ô Miss Linh gọi ngay 4085807565 để đặt hàng. quý vị vẫn tiếp tục với phần thứ tư của chương trình cà phê sáng của lý do sài gòn tv à, thưa quý vị giờ tìm một cái tin nó lạ lạ nó là cái bản tin này nó ở nhật họ có những cái cái, cái tiệm cà phê những cái quán cà phê mà dành cho người bị tiêu cực suy nghĩ tiêu cực negative à, họ mở ra những cái quán như vậy cho những người đó tới bởi vì nói rằng là họ cũng cần có những cái nơi dành riêng cho họ à, để người ta khỏi phải để ý đến họ. Thì à, thật ra khi nói cái này mình cũng hơi hơi um, lúng túng một chút là ồ những người mà có những cái suy nghĩ tiêu cực thì cái nó hiện lên trên nét mặt của họ như thế nào mà để họ đi vào những cái quán cà phê thông thường thì người ta có thể nhìn ra vân vân. Nhưng mà ở đây á bởi vì chủ nhân của cái tiệm à, cà phê này, cái quán cà phê này à, Ochi thì họ cũng bản thân ông cũng là một người uh, giống như là từng rơi vào trầm cảm rồi cũng có những cái suy nghĩ tiêu cực về đời sống. Cho nên ông nghĩ là ông muốn có một cái không gian riêng dành cho những người đó thôi. Uh, nói như vậy thì... Cái quý vị nhìn thấy cái cảnh mà cái cách mà họ họ bài trí ở cái quán này nó cũng lạ lạ, nó không có nghĩa là nó sẽ âm u, không có nghĩa là nó sẽ có một cái gì đó làm cho người ta cảm giác chết chóc thì nó cũng không phải, nhưng mà nói là khi mà họ vào đây á thì họ được sống trong một cái thế giới riêng của họ, không có ai làm phiền đến họ, họ không có bị ai dòm ngó hết. ở đây thì nó lại có những cái cái điều mà làm người ta chú ý nữa đó, đó là những cái thực đơn, những cái món mà nước uống, món ăn món cocktail mà quý vị nhìn thấy một cái tên món ví dụ như là uh, rượu gì đó hay là uh, một cái ly van gì vân vân nhưng mà ở đây một cái tên của một món nó dài thông thường như thế này nó rất là dài uh, ví dụ như là uh, cái tên món nhà mà không đến là kêu như thế nào chắc là họ phải đánh số một hai ba bốn để cho gọi chứ giờ chẳng lẽ là đến mình gọi cái món là cho tôi một uh, ly cocktail có tên là À, điều tốt nhất về bố tôi đó là hy là một người rất thành thật à, nhưng vào năm 20 vào 22 năm trước thì Hi à, ba tôi tự nhiên biến mất để lại một lá thư vân vân thì làm sao mình gọi một cái tên đó là cái tên của một cái món uống là như thế hay là tên ví dụ như là ngày hôm qua tôi đã chôn đi cái con búp bê xuống dưới à, một cái chỗ ở trong núi trong rừng nhưng mà sáng tôi dậy tôi thấy nó nằm ở trên kệ nhà tôi lại thì đó là những cái điều rất là lạ nên mình thấy ở trong đời sống này nó có nhiều điều ngộ nghĩnh như vậy đó quý vị thì đây là một trong những cái quán cà phê dành cho người có suy nghĩ tiêu cực ở bên nhật à, nói đến nước nhật Nhật bản á, thưa quý vị thì chúng ta thấy rằng rất rất là nhiều điều thú vị à, nói trong những cái món ăn ẩm thực của nhật bản thì à, nó cũng là đã gây nên những cái gọi là những cái gọi là ấn tượng vô cùng sâu sắc cho những cái thực khách khi mà chúng ta ăn những cái món ăn nhật bản từ cách mà người ta bày trí ở trên bàn những cái món sushi hay là sashimi à, chưa ăn thôi nhìn thấy là đã thấy giống như một cái bông hoa nhìn thấy là giống như một cái bức tranh rồi nhìn thấy cái dĩa bày trí lên là, là chúng ta muốn ăn rồi ngày hôm nay thưa quý vị một cái cuộc thông tin bữa cuối trong ngày hôm nay thì lê thái thái cũng, là đưa đến cho nó thoải mái trong chương trình à, như chị ngọc lan thì chị ngọc lan có hay đến ăn những cái nhà hàng sushi hay là sashimi của nhật bản không chị thích ăn có có chị có ăn tuna cái cá người sống không có ngon ha rất là ngon à, chúng ta ăn một miếng thôi hai miếng thôi hay là chúng ta ăn một dĩa nhưng mà chúng ta không biết được cái giá cả của một cái con cá ngừ nó bao nhiêu thưa quý vị vừa qua một con cá ngừ vây xanh được bán với giá là 114 chấm 114 triệu chấm 24 yên à, tương đương là khoảng là 789.000 Mỹ Kim của mình có nghĩa là gần 800.000 Mỹ Kim một con cá ngừ tại một cái cuộc đấu giá vào năm mới vào đầu năm vừa qua tại một cái chợ là cái chợ cá lớn nhất ở Tokyo Nhật Bản. À, kính thưa quý vị, đây là một trong những cái mức giá là cao thứ tư cho một cái con cá ngừ từ khi mà cái cuộc đấu giá này nó ra đời vào năm 1999. À, theo cái tập chí là cái tờ báo mà Kyodo News trong năm 2024 ấy, người ta đưa cái tin này ra thưa quý vị. Đây là một cái năm đầu tiên giá một cái con cá ngừ mà nó chốt trên 100 triệu yên mà người ta nói là trong những cái năm qua thì có những cái con cá nhưng mà nó chưa à, cuối năm vừa rồi thì có những con cá bán ra chưa đến cái giá đó nhưng mà đầu năm nay tại sao cái tạp chí mà Kyoto News này cái người mà chủ của cái uh, cái cơ sở mà cái nơi mà người ta bán đấu giá này người ta nói rằng là ông nói là ông không có muốn đưa cái bản tin này ra tại vì ông nói rằng là Nhật Bản vừa qua trong mấy ngày vừa qua thì quý vị cũng đã nhận được những thông tin ở trên rất nhiều cái tạp chí tờ báo lớn của chúng ta xem những cái video ở trên YouTube. Đó. Thì đã trải qua những cái trận gọi là cái trận động đất kinh hoàng ở Nhật Bản rất là nhiều nơi Chưa bao giờ mà Nhật Bản trải qua một cái, cái những cái trận động đất nó nhiều như vậy Nó gây nên cái thiệt hại rất là nhiều Cộng với cái vụ những cái vụ rơi máy bay làm những cái người chết Rồi có một cái máy bay thì cũng đã được về đến sân bay an toàn thì những cái thông tin mà nó buồn như thế đó, ông nói rằng ông không có muốn nêu cái tin này lên bởi vì là khi mà nêu cái tin này lên nó không liên quan nó trong cái quá trong cái gọi là trong cái quá trình trong cái hoàn cảnh đất nước Nhật đang phải trải qua những cái quốc tang rất là tang thương vì nhiều người bị mất bị thiệt mạng trong cái trận động đất thì ông nói rằng nhưng ông quyết định ông đưa cái tin này lên cái tin là ông bán được cái con cá ngừ này thưa quý vị tại vì sao ông đưa lên để về một cái tin tích cực ở trên một cái tờ báo lớn của Nhật Bản bởi vì ông nói rằng là khi mà đất nước Nhật Bản người ta bắt được một cái con cá ngừ vây xanh mà lớn như thế này đây là một cái điểm rất là tốt cho tất cả người dân ở Nhật Bản à, nói chung cũng như là những cái cơ sở thương mại những cái người làm trong cái lĩnh vực ăn uống nhà hàng cũng như là những cái người làm trong cái cuộc bán đấu giá này à, quý vị biết không khi mà đến một cái cuộc đấu giá của Nhật Bản quý vị có thể mà lên trên YouTube chúng ta mở lên YouTube chúng ta coi chúng ta sẽ thấy rằng là những cái cuộc đấu giá mà bán cái người Nhật Bản vô cùng thú vị luôn người ta đấu giá từng cái con cá một tùy theo cái kích thước tùy theo cái cái gọi là cái 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 ngày cái số và những cái con này nó có cái mã số ở trên người của nó đó thì người ta đấu, người ta đấu giá thì những cái nhà hàng đó, người ta sẽ trở về người ta chia ra chứ không phải người ta để nguyên con vậy tại vì một con này rất là lớn người ta chia ra nhỏ 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 nhiều cái cho nhiều cái cửa hàng à, bán sushi hay sashimi ở Nhật Bản để người ta ăn Thành ra cái chuyện mà người ta có được cái con cá này Trong cái lịch sử của chợ đầu năm mới đó Đây là một trong những cái À, cái con cá mà nó sẽ mang đến cái niềm may mắn, cái điều may mắn cho Nhật Bản trong năm mới Sau những cái trận động đất cũng như là vụ rớt máy bay đầu năm vừa qua rất là buồn thưa quý vị à, Trong lịch sử đấu giá của chợ thì cái con cá ngừ đắt nhất thưa quý vị nặng đến là 278kg Nó được bán vào năm 2019 với giá là 333 triệu yên tương đương là hơn 2.3 triệu đô la của mình Cái con này là con cá ngừ đắt nhất được mua vào uh, những năm vừa qua và có những cái con cá khác cũng giá cũng cỡ đó cũng khoảng trên một triệu mấy kim nhiều con lắm không biết lý do tại sao mà nhật bản người ta lại một đất nước này lại bắt được những cái con cá người to đến thế đúng không chị này? có những cái khu vực ừ. lần đầu tiên mà ngọc lan ăn à, cá à, cái kiểu mà sashimi cá tuna vừa mới vớt lên là trong một lần đi à, công tác ở à, hawaii à, ngay cái à, ngay cái bến à, tàu của người bến tàu đó có nhiều người việt nam lắm nhiều người là triệu phú đó tức là làm chủ của nhiều chiếc tàu ở đó thì đúng cái dịp mà họ gom hết về sau bao nhiêu tháng đi biển họ gom về để họ cúng tất niên chuẩn bị cho năm mới thì trên đó có những cái con cá đó họ họ mang xuống họ cắt liền cho mình để ra làm ăn thì wow. Ủa, nó có wasabi không có mù tạt không có <laughs> hay là ăn <laughs> xấu gì <vậy> không <laughs> ờ, cái cá nó ăn nó sẽ cái vị nó nó rất là khác với lại những cái cá mà mình ăn ở ngoài chợ à, cái tin à, cuối cùng liên quan đến Việt Nam thì à, không biết là quý vị nhìn vào trong à, cái bức hình này thì Lê Thái nghĩ đây là cái gì à nó giống như một cái em, lăng cái tổng, đúng không? Là... và nhưng mà thật ra đó đây là một cái ngôi mộ, ngôi mộ này ở đâu? ở Việt Nam, ở làng An bằng ở Huế. Ngọc Lan đã có từng có dịp đến đây rồi. thì bây giờ ở Huế đó người ta đang có một cái chủ trương là đến năm 2023 người ta khuyến khích người dân á là bây giờ á chết á thì nên là hỏa táng. À, người ta khuyến khích cái chuyện hỏa táng tức là thiêu À, còn lại á địa tán tức là chôn đó thì càng ngày á, cái đất đai nó càng ít đi cho nên á cái rồi nó không có nhà cửa thì thiếu mà trong khi ở cái làng an bằng này á quý vị sẽ thấy những cái lăng mộ nó lớn như vậy nè à, của người dân thôi nha, không phải vua chúa gì hết á nó rất là to nó rất là lớn à, có dịp đến đó quý vị không thể tưởng tượng được đâu là những người này ở ngay cái vùng đó nhiều người hầu hết á là đều có người thân ở nước ngoài thì khi mà họ đi xong rồi họ gửi tiền về để xây những cái cái lăng cái mộ cho cha mẹ ông bà mà có xây ở đây rồi cái người kế bên mà xây lớn hơn á thì họ lại đọc họ xây lại lớn hơn ngọc lan đi đến đó cứ chung là bước vô đó mình ngỡ ngàng trước oh. những cái lăng mộ ở đây trị giá cái lúc đó cái giá nhà mà ở đây khoảng một trăm ngàn thì một cái lăng mộ ở bên đó cũng họ bỏ cái số tiền ra như vậy để họ xây À, có dịp thì chúng ta sẽ trở lại với cái đề tài mà cái làng An Bằng ở Huế, nó những cái làng lăng mộ nó như thế nào. Cảm ơn Lê Thái đã đến với chương trình Cà Phê Sáng ngày hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới. Dạ vâng, và sau Cà Phê Sáng sẽ là thời sự thế giới cùng anh Hoàng Trọng Thụy và Thảo Yên. Quý vị tiếp tục giữ làn sóng của Lido Sài Gòn TV để theo dõi các chương trình thường lệ của đài. Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp Chin và Kim Thư chơi nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 hình bản đồ Việt Nam 714 và 7146577866. Happy to Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 7148976100 và 7144877889. Nature Medic Fucodan độc quyền kết hợp với AHCC góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng. TMN Insurance xe và nhà giá rẻ, hãng bảo hiểm tốt để bù thỏa đáng 714 741 2008. Gọi ngay Mango Tours 866 435 9746 để có vé máy bay giá ưu đại đến Việt Nam chỉ từ 650 đồng. Công ty JNA nhà nhập khẩu và phân phối thực phẩm Á Đông trên toàn nước Mỹ với các mặt hàng khô thương hiệu hai con ngựa. Thảo Yên. Quang Trọng Thủy trở lại với tất cả quý các thính giả từ cà phê sáng sang thời sự thế giới trong ngày thứ sáu cuối tuần hôm nay và thời tiết như thế nào Thảo Yên? Vâng thưa quý vị và thưa anh à, Một cái đợt bão à, nó đang kéo về Ở tại à, miền Nam California Nhưng mà thật sự là chỉ có miền à, khu vực miền Bắc à, Cali đó Là mới bị ảnh hưởng nặng thôi Còn ở à, quận Cam miền Nam này nọ Thì à, giống như là chỉ có bị gió thôi Chứ không có bị à, mưa à, Bắt đầu từ tối ngày hôm nay Thì quý vị nào mà ở từ San Diego, San Jose Rồi trở lên Oakland đó, Là thứ nhất sẽ bị à, mưa Mà gió, mà gió giật nhiều nữa Đặc biệt là những

Để càng đi lên những cái cái highway mà gần đồi núi rồi đó thì họ nói là từ chiều nay cho đến ngày mai khi mà lái xe đó phải rất cẩn thận tại vì gió cái cái khu vực này có thể lên đến 70 dặm cho một giờ quay trở lại khu vực quận cam thì từ hôm nay cho đến ngày mai thì vẫn giống như nhiệt độ trung bình là khoảng 65 67 nhưng mà bắt đầu từ chủ nhật đó thì tự dưng gió cũng nổi mạnh hơn gần 20 dặm cho một giờ thôi quý vị rồi sau hết ngày chủ nhật đó thì cái đợt bão nó qua đi cho nên là mọi thứ nó quay trở về mức bình thường từ đầu tuần tới trong hai ngày đầu tháng thứ năm và thứ sáu thường bộ lao động hoa kỳ à, hoặc bộ thương mại sẽ công bố các số liệu liên quan đến công ăn việc làm mức tiêu thụ vân vân và ngày hôm qua chúng tôi cũng đã gửi đến quý vị số liệu sơ khởi từ bộ lao động hoa kỳ à, liên quan tới các ngành công ăn việc làm tư nhân ngày hôm nay họ gộp thêm vấn đề ngành nông nghiệp và các lĩnh vực khác nữa và đã nâng số công ăn việc làm lên rất là cao 216.000 hơn tháng 11 tháng 10 tháng 11 có vẻ có vẫn tăng cả trăm ngàn nhưng mà nó không nhiều như dự kiến ngày hôm qua thì giới kinh tế gia đầu tư dự đoán công ăn việc làm trong ngành tư nhân tạo ra khoảng 130.000 Thế nhưng con số thực tế Bộ Lao động đưa ra cho thấy lên tới 176.000. Hôm nay gộp thêm các ngành nông và các ngành khu vực khác nâng lên thành 216.000. Có tất cả 3 tin và đều là 3 tin tốt liên quan tới công an việc làm. Thứ nhất là công an việc làm rất là vững, liên tục tăng trong hầu hết tất cả các tháng vừa qua. Và số công ăn việc làm chúng ta cũng đã nghe từ năm ngoái đó là từ 10 triệu trong thời gian qua đó vẫn còn tại thị trường lao động Hoa Kỳ trên 8 triệu công ăn việc làm. Và vì thế hàng tháng cái số lượng một trăm mấy chục ngàn cho tới hai trăm ngàn vẫn tiếp tục tạo thêm. Và vì thế vẫn có nhiều điều kiện dễ dàng cho những người nào đi kiếm việc làm bởi vì thị trường bây giờ nó dễ dãi hơn. Thứ hai thưa quý vị, nhờ số việc làm nhiều như thế này, 216.000 đã giúp tỷ lệ thất nghiệp vẫn giữ ở mức 3,7%, là mức từ năm 1969 cho tới giờ phút này là mức tốt nhất. Và qua đó bên phía tờ Forbes của Ấn Độ cũng đã ghi nhận từ năm 1960 cho tới giờ phút này thưa quý vị. Nước Mỹ vẫn có nền kinh tế lớn nhất và tăng trưởng tốt nhất trên thế giới. Liên tục, đại dịch hay không đại dịch, nền kinh tế Mỹ tiếp tục tăng trưởng. Và tỷ lệ thất nghiệp thì ở vẫn ở mức thấp 3,7. Thêm nữa, lương của nhân viên tăng thêm trong tháng 12, chấm 4%. Tất cả ba tin tức này thực sự đó nó có đóng góp gì vào thị trường chứng khoán hay không lại là một vấn đề khác. Đôi khi chúng ta thấy là tin tốt đó nhưng mà giới đầu tư nói rằng nỗ lực họ muốn trong chờ bây giờ là phân lời xuống, họ vẫn tin phân lời xuống sẽ giúp kích thích nền kinh tế và đặc biệt các công ty mượn nợ để tăng trưởng phát triển thêm. Nếu quý vị làm chủ một công ty, quý vị đi mượn tiền trong lúc này đó, quý vị không muốn bởi vì phân lời quá cao. Thậm chí xe quý vị thấy mua 4% tiền lời xe. Lúc trước có 0% hoặc nhiều lắm là 1.99%. Bây giờ giới đầu tư muốn nhìn lại cái phần lời xuống thấp như thế. Cho nên nếu mà công an việc làm được tạo ra mọi thứ đều tốt, điều đó có thể gây ảnh hưởng đến lạm phát. Thì con số lạm phát chúng ta sẽ phải chờ để xem tăng hay giảm trước con số liên quan đến thị trường lao động ngày hôm nay thì giới đầu tư vừa đón nhận cái tin này lạc quan và đồng thời họ vẫn tin tưởng rằng sẽ không thay đổi quyết định của quỹ dự trữ liên bang để giảm lãi suất. Dow Jones lên 108 điểm, Nasdaq lên 104, S&P 500 lên hơn 29 điểm. Công trái phiếu 10 năm là 3,98 vẫn ở mức cao có lúc xuống còn khoảng 3,8 dầu lên 1 đồng 44 cent, 73 đồng 65 cent. Giá xăng cũng là một yếu tố quan trọng đối với người tiêu thụ bởi vì giá xăng hiện nay trung bình trên toàn nước Mỹ vào khoảng 3 đô la. À, vàng lên 12 đồng 60 cent, 2062 đồng 60 cent một ounce. Và thưa quý vị, cái vụ xả súng ngày hôm qua ở tại cái thành phố Perry của tiểu bang Iowa, phía cảnh sát bây giờ họ đã công bố hình ảnh cũng như là danh tính của tay súng, chứng thực là học sinh của cái trường này, Dylan Butler 17 tuổi thưa quý vị. Thì cái cậu này đó bây giờ phía cảnh sát cho biết là chỉ vài phút trước khi mà xả súng đó thì cậu có chụp một cái tấm hình và đăng ở trên tiktok thì đây là cái tấm hình đó và à, phía cảnh sát xác nhận là đây là cái nhà vệ sinh của trường học thì à, cậu này đem theo một cái túi rất là to mà bây giờ cảnh sát nói à, tin rằng ở bên trong đựng những cái cây súng mà sau khi bước ra khỏi cái nhà vệ sinh này là xả súng vào các em học sinh à, thì như quý vị thấy đó là ghi là now We Way và trên cái tấm hình đăng trên tiktok là thường là có chèn nhạc được thì cậu này à, chèn thêm một cái bản nhạc à, nói về à, à, giống như là những cái viên đạn rồi à, cậu này là hiện thân của à, ma quỷ vân vân à, và đặc biệt phía cảnh sát họ nói cái bài hát này đó là vào năm 99 một tay xả súng ở trường đại học Virginia Tech Nha cũng đã mở cái bài hát này ngay trước khi mà xả súng. Thì quay trở lại với lại Dylan Butler thưa quý vị. Thì bây giờ phía cảnh sát cho biết là các nạn nhân đó tổng cộng À, xin lỗi quý vị, à, các nạn nhân tổng cộng là bị à, 5 người bị bắn, mà trong đó người bị chết lại là một học sinh lớp 6. Còn à, 4, người, à, 5 người... À, năm người còn xin lỗi quý vị tổng cộng là 6 người bị bắn một học sinh lớp 6 chết bốn học sinh khác bị thương và một nhân viên khác của nhà trường bị thương mặc dù cảnh sát không nói cái người nhân viên đó là ai tuy nhiên báo chí địa phương thì họ đã xác nhận cái người nhân viên đó lại là ông hiệu trưởng của trường ông dan marberger và phía cảnh sát cho biết là trong cái túi màu xanh này đó cậu này đem theo tổng cộng hai cây súng một cây súng ngắn và một cây súng nó gọi là uh, pump out uh, gun thì không biết là cái, cái súng gì và một cái loại mà uh, cảnh sát nói là thiết bị uh, nổ tự chế nhưng mà rất là thô sơ thì à, bây giờ tất cả những cái bằng chứng phía cảnh sát à, tìm được đó là thứ nhất cậu này không có đồng phạm chỉ một mình thôi à, mặc dù cảnh sát họ không có nói nguyên nhân nhưng mà báo chí địa phương đó thì họ đã phỏng vấn giống như là hàng xóm rồi à, những cái người bạn mà có chơi với cậu này mặc dù trong trường bình thường đó cậu này cậu rất là ít nói cũng có rất là ít bạn cái lý do là bởi vì suốt từ những cái năm tiểu học đó là cậu này bị à, ăn hiếp ở trong trường bị bully rất là nhiều trong một thời gian dài, cho nên là cậu không có nhiều bạn. Lúc nào con người cũng sống khép kín, nhưng mà những cái người hàng xóm đó thì họ nói là họ nghĩ cái nguyên nhân mà tại sao mà cậu bị họ gọi là snap là giống như là cái giọt nước mà tràn ly là bởi vì bắt đầu từ năm học này đó đứa em gái nhỏ của cậu à, bước vào lớp 1 thì cũng bắt đầu bị ăn hiếp à, giống như cái bản thân cậu bị ăn hiếp thì cậu à, còn nhẫn nhịn được nhưng mà đến em gái đó thì không nhịn được nữa và đặc biệt phía gia đình của cậu này đã nhiều lần nói chuyện với lãnh đạo của trường từ cậu cái chuyện cậu bị ăn hiếp cho đến đứa em gái nhỏ nhưng mà giống như nhà trường họ không có làm gì hết cho nên cậu này cậu phẫn nộ mới vác súng vào và tìm đúng cái ông hiệu trưởng để mà bắt à, thì đến à, trong suốt nguyên một cái vụ thảm sát này thì chỉ có một cái điều may mắn duy nhất mà cảnh sát họ nói đó là cậu này cậu đến vào trước giờ nhập học lúc đó rất ít nhân viên cũng như ít học sinh cho nên là cái số người chết nó mới ít như vậy luôn luôn là tình trạng tâm thần à, và một à, thị trấn một thành phố nhỏ ở Iowa bị chấn động à, trường học nghỉ và họ tuyên bố ngày hôm qua vẫn cung cấp à, cố vấn tâm lý ở à, tại trường trong ngày hôm nay nếu à, những em nào vẫn muốn đến trường và gặp gỡ các nhà cố vấn tâm lý này cho tới tuần tới à, các gia đình vẫn còn quá hoảng sợ trước cái vụ tấn công này à, ngày mai à, thứ bảy 6 tháng 1 đúng 2 năm kỷ niệm ngày tấn công tòa nhà quốc hội Thưa quý vị, cho đến giờ phút này đã có tất cả là 1.230 người mà chưa hết. Đã 2 năm trôi qua, cơ quan FBI, các công tố viên của các khu vực vẫn tiếp tục đi tìm và tìm cách truy tố. Có nhiều người cho đến giờ phút này nhất định chối tội, họ phản đối tới cùng. Có người thì nói rằng cái vụ mà tìm cách bắt họ đó, nó đã trở thành một trong những vụ án mà chính phủ Hoa Kỳ đã tạo ra kẻ thù đối với họ. Chúng tôi trở lại với phần tin tức này ngay sau phần quảng cáo thêm các chi tiết nhân kỷ niệm 2 năm ngày tấn công tòa nhà Quốc hội. Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Chin và Kim Thư chơi nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. Happy to easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 7148976100 và 7144877889. Nature Medic Fucodan độc quyền kết hợp với AHCC góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng CMN Insurance, xe và nhà giá rẻ, hãng bảo hiểm tốt để bù thỏa đáng 714 341 2008. Gọi ngay Mango Tours 866 435 9746 để có vé máy bay giá ưu đãi đến Việt Nam chỉ từ 650 đồng. Công ty CNA, nhà nhập khẩu và phân phối thực phẩm Á Đông trên toàn nước Mỹ với các mặt hàng khô thương hiệu Hai con ngựa. Thảo Yên Hoàng Trọng Thủy trở lại. Với quý vị, chúng tôi đang gửi đến quý vị tin tức liên quan đến 2 năm kỷ niệm ngày những người ủng hộ ông cựu Tổng thống Trump và có người lúc mà khai trước tòa đó là họ đã nghe theo lời ông à, thuyết phục để tìm cách tấn công vào tòa nhà quốc hội. Mục tiêu đó là cản trở tiến trình chứng nhận kết quả bầu cử. Đồng thời có những người thậm chí còn âm mưu đi tìm những người dân biểu của đảng Dân Chủ hoặc những người thượng nghị sĩ vân vân nào mà ủng hộ cho cái việc mà chứng nhận kết quả bầu cử hoặc chống lại họ. Và điều đó mức án tù nó từ vài tháng cho tới cả chục năm tù luôn nữa. Dù đã hai năm trôi qua thế nhưng đến giờ phút này rất nhiều các bản tin vẫn cho rằng cuộc điều tra vẫn còn đang tiến hành và thậm chí FBI vẫn còn theo dõi bởi vì hai năm vẫn chưa đủ có cả bao nhiêu ngàn người kéo về và họ muốn xem trong các hình ảnh hoặc là những lời khai nhân chứng đó đồng phạm nào đã có người có thể trốn tránh được tại vì hình ảnh nó không rõ ràng à, đó là lý do mà họ vẫn tiếp tục muốn tìm kiếm thêm các bằng chứng để truy tố thêm nhiều người nữa Hồi nãy chúng tôi đã gửi đến quý vị con số là 1.230 người cho đến giờ phút này đã bị buộc những tội liên bang Mặc dù xảy ra ở thủ đô Washington nhưng đây là tòa nhà của chính phủ liên bang Thì họ vẫn bị truy tố như thường về cái tội liên bang 1.230 người à, tội nhẹ là xâm phạm trái phép xâm phạm trái phép là tội rất là nhẹ tức là tấn à, đi vào theo những người khác mà họ không có làm gì hết họ không có ném họ không có đập phá vân vân họ chỉ vào mà hô hào thôi thì những người này tội nhẹ nhất khi có một tháng hoặc là à, thậm chí chỉ có một vài người là trắng tội thôi tội nặng nhất là hướng dẫn lãnh đạo như là quý vị đã nghe một trong những người lãnh đạo cái nhóm Proud Boys mặc dầu y không có mặt bởi vì y bị cấm đến tòa nhà quốc hội ngày hôm đó nhưng mà từ xa các bằng chứng từ các thành viên của Proud Boys, Old Keepers, những người trong các tổ chức gọi là kỳ thị đó mà ủng hộ cho ông Trump đều bị truy tố những cái tội rất nặng. À, 750 người bị kết án, 2 phần 3 trong số này phải ngồi tù một thời gian dài và các mức án tù giao động thậm chí có mức án vài ngày hoặc là làm công việc cộng đồng đi quét rác, đi dọn dẹp vân vân hoặc là hỗ trợ cho các nhà tù, thư viện cho đến bản án dài nhất là 22 năm Cái kẻ lãnh đạo nhóm Proud Boys là Enrique Tarrio đó là chịu trách nhiệm trong cái vụ này thế nhưng vấn đề còn lại đó thưa quý vị là vẫn có người hiện nay vẫn chống án họ nhất định không nhận tội và họ cũng không chịu thương lượng với phe công tố để giảm án. Phe công tố nói rằng cái án của anh nếu mà ra bồi thẩm đoàn vân vân giả chứng hoặc là thẩm phán đó, là bị 3 năm tù. Thí dụ như vậy, bây giờ anh nói đồng ý tôi nhận những cái tội mà tấn công tòa nhà quốc hội anh chỉ bị 3 tháng, 6 tháng hoặc là 1 năm hay là 1 năm rưỡi. Những người này cả trăm người luôn đó, không nhận cho nên mặc dù đã hai năm trôi qua nhưng mà cái tiến trình xét xử vẫn tiếp diễn cho năm nay và thậm chí sang năm tới nữa cho đến khi nếu như có một phán quyết của tòa tối cao pháp viện theo đó thì những người này kiện lên tòa tối cao pháp viện họ nói rằng cái quyền tự do biểu lộ tư tưởng quyền tự do được biểu tình của họ đã bị vi phạm họ nói rằng họ không có làm gì sai trái cả. Nếu như tòa tối cao pháp viện phán xét thì sẽ dẫn đến việc là những người này trăng án. Chưa hết thưa quý vị, một điểm nữa đó là cá nhân ông cựu tổng thống Trump đã từng tuyên bố từ khi ông tuyên bố tái tranh cử trở lại sau thất bại của năm 2020. Ông Trump tuyên bố nếu ông vào tòa Bạch Ốc ông sẽ tha bổng khoan hồng cho tất cả ông dùng chữ tất cả nhưng mà khi được hỏi đến thì ông nói rằng lẽ đương nhiên tùy theo mỗi trường hợp mà ông tha nhưng mà theo dự trù đó nếu ông vào tòa bạch ốc đó, đầu tiên khi mà vào đó ông sẽ ra lệnh để mà ân xá cho một số rất đông có thể lên tới năm trăm bảy trăm người nhưng mà khi được hỏi tới chi tiết nữa thì cá nhân ông Trump không có trả lời cũng như là người đại diện của ủy ban tranh cử của ông cũng không có trả lời câu này cho nên cái vấn đề này còn kéo dài cho đến tháng 11 này đến khi nào chúng ta biết được ai ngồi trong tòa bạch ốc trả lời và thưa quý vị vào ngày hôm qua thì công ty Microsoft tuyên bố từ nay những cái laptop mà được một số những cái công ty chẳng hạn như là Dell hay là Novo mà có hợp đồng với Microsoft đó họ sẽ chính thức có một cái thay đổi lớn ngay trên cái bàn phím của cái laptop đó là cái bàn phím sẽ có thêm một cái 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 khi nữa À, như quý vị thấy cái hình này cái dấu này nè, cái dấu này Microsoft họ gọi là Co-Pilot khi, thưa quý vị à, khi và khi khi mà nhấn vào cái nút này đó thì à, cái máy sẽ được kích hoạt à, con AI chatbot của Microsoft và cái uh, AI chatbot này đó thì có thể sử dụng ngay trên uh, cái uh, những cái program của Microsoft như là Word, Excel, PowerPoint, Outlook vân vân uh, để cho người dùng khi mà họ làm những cái research hay cái gì đó là có luôn cái con uh, AI chatbot này. Thì uh, yeah. quý vị cũng nhớ là cái design của cái bàn phím này đó đã không thay đổi trong suốt 20 30 năm qua cho nên đây là một cái thay đổi lớn và sẽ nằm ở đây luôn. Thì cái 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 thay đổi này đó phía Microsoft cho biết là thứ nhất sẽ chỉ bắt đầu được cập nhật cho những cái máy nào mà có Windows 11 và còn những cái mẫu laptop nào đó sau này sẽ có hoàn toàn có cái cái nút mới này thì chưa được những cái công ty họ confirm nhưng mà sáng ngày hôm nay thì có công ty Dell đầu tiên họ confirm là cái mẫu laptop XPS là sản xuất bắt đầu từ tháng tới đó là họ sẽ có liền cái nút này à, và với cái chuyện mà AI bắt đầu ngày càng thâm nhập vào nhiều đó thì các chuyên gia trong ngành công nghệ này họ cũng nói thêm là à, trong khoảng thời gian qua bắt đầu có một số à, chính quyền địa phương rồi các trường học đó đã được những cái công ty này liên lạc cho biết là họ muốn à, phát triển à, thử nghiệm một số những cái à, công nghệ về ai đó là họ lắp đặt những cái à, cái 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 camera ở ngoài các trường học đó mà có gắn ai à để giống như theo dõi được những cái người mà trước khi vào trường cái con ai này nó sẽ giống như là bắt được cái nhịp tim và cái mạch của cái người đó chẳng hạn như cái vụ xả súng ngày hôm qua thì chẳng hạn nếu như mà tay súng đó trước khi thực hiện những cái chuyện này thì cái nhịp tim đập mạnh chẳng hạn thưa quý vị thì cái chương trình này nó sẽ alert vào trong cái cái hệ thống system của nhà trường à, tuy nhiên cái chuyện này mới chỉ là những cái bước rất là đầu tiên thôi cho nên là chưa biết liệu các trường học hay là chính phủ hay là à, các chính quyền địa phương họ có xúc tiến cho cái chuyện này không trong tương lai đó Thảo Yên và thưa quý khán giả Thảo Yên mở cái laptop của mình lên Thì cái câu nó, nó hiện ra cái hàng chữ của hôm nay Thảo Yên buồn quá vậy Thực sự là như thế AI mà Họ có thể cảm nhận được cái khuôn mặt của mình Và cái cảm xúc của mình khi mở cái máy này lên Chúng tôi trả lại ngay sau phần quảng cáo quý vị Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị Công ty 405 Cabinets chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Chin và Kim Thư chơi nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. Happy to easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 7148976100 và 7144877889. Nature Medic Fucodan độc quyền kết hợp với AHCC góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng. TMN Insurance, xe và nhà giá rẻ, hãng bảo hiểm tốt, đề bù thỏa đáng 714 741 2008. Gọi ngay Mango Tours 866 435 9746 để có vé máy bay giá ưu đãi đến Việt Nam chỉ từ 650 đồng. Công ty J&A, nhà nhập khẩu và phân phối thực phẩm Á Đông trên toàn nước Mỹ với các mặt hàng khô thương hiệu Hai con ngựa. sau đây uh, là một bản tin để cho thấy thưa quý vị uh, ông anh uh, nghĩa là cái việc mà uh, tấn công qua lại giữa hai đảng đang diễn ra chúng ta nhớ trong thời gian qua đó bên phía thành viên của đảng cộng hòa ở hạ viện khởi đầu từ ông jim jordan là vị dân biểu nằm trong uh, ủy ban tư pháp của hạ viện cứ nhất định đòi đưa vấn đề ông joe biden nhận tiền không phải là nhận tiền hối lộ, nhưng mà tiền lại quả từ những thương vụ mà con trai của ông là Hunter Biden nhận được từ các thương gia ở Trung Quốc hoặc là ở Ukraine. Thì đó là những cái tin tức chúng ta ghi nhận được. Thì đó là chuyện của ông, Hunter Biden và các thành viên Đảng Cộng hòa nói rằng nếu mà con trai nhận được như vậy thì chắc chắn ông bố phải nhận được cái số tiền đó nhưng mà cái khó khăn ở đây đó là trong suốt thời gian mà điều tra từ lúc mà ông à, tổng thống à, Trump ở trong tòa bạch ốc từ năm 2019 trở đi đó là ông đã tìm các à, tìm những cái chi tiết liên quan đến cái tuyệt nhọn hỡi lọ này và trước ngày bầu cử chúng ta cũng nghe thấy là họ muốn nếu mà tìm thấy các bằng chứng mà họ đẩy ra để à, ông Trump đắc cử của năm 2020 Thế nhưng cho đến giờ phút này thì đảng Cộng Hòa hôm nay thì dường như cái chuyện mà tìm cách mà đưa ra cái cuộc thảo luận để luận tội ông Joe Biden càng ngày càng sao lãng. Thì vừa thời điểm này, ngày hôm qua, đảng Dân Chủ công bố một báo cáo khoảng 136 trang đưa ra các chi tiết cho rằng ông Trump lúc ở trong tòa bạch ốc đã nhận được nhiều triệu Mỹ Kim từ các chính phủ nước ngoài, trong đó nêu rõ Trung Quốc, Ả Rập Saudi và Qatar. Những cái số tiền này đó, riêng Trung Quốc đó đã đóng góp và cá nhân theo bản tin đó thì ông hưởng một cách gián tiếp bởi vì ông không không phải đứng ra thí dụ như là cái chuyện hối lộ như ở Việt Nam thấy rằng à cầm cả một cái bịch tiền đưa không phải như thế nhưng một huyền thức gián tiếp, ông ở trong tòa bạch ốc, ông từng tuyên bố là ông sẽ giao cái việc quản trị điều hành Trump Organization. Rất nhiều các công ty từ địa ốc cho tới khách sạn và các mặt hàng bán lẻ nón này nọ cũng thuộc Trump Organization. Thì giao cho hai đứa con trai và con gái Ivanka điều hành. Ngược lại đó, khách sạn rất lớn ở thủ đô Washington ông có khách sạn hầu như ở các nơi New York Las Vegas thì thay vì họ ở những khách sạn khác thì đa phần các phái đoàn ngoại quốc bởi vì ông trump làm uh, tổng thống mà họ có những cái phái đoàn sang thăm hoặc là uh, thảo luận về vấn đề làm ăn đối tác thương mại họ đã chọn ở trump organization họ chọn ở uh, trump tower hoặc là hotel trump hotel và điều đó cho thấy rằng là bên phía chính phủ nước ngoài đã đóng góp một cách gián tiếp vào cho trump organization thế nhưng báo cáo đó thì họ lại cho rằng hành vi này là vi phạm hiến pháp vi hiến thưa quý vị bởi vì ông trump không hề tiết lộ hoặc là báo cáo những cái số tiền mà trump organization hưởng lợi khi ông ở trong tòa bạch ốc thì một hình thức gián tiếp như thế nhưng mà qua đây chúng ta mới thấy rằng khắp nơi trên thế giới đã cái chuyện mà hối lộ nó rất là đơn giản thí dụ ngay cả ông thẩm phán tòa tối cao pháp viện Clarence Thomas à, cái chuyện hối lộ mặc dầu không phải là nghe thì không phải hối lộ như một hình thức như thế ông làm thẩm phán tôi có người bạn ở ờ, mời tôi đi chơi trả tiền học phí cho con nuôi của tôi thí dụ như vậy hoặc là trả cái tiền thuê cái căn chung cư đó hoặc là mua lại căn chung cư của chúng tôi đăng bán những cái tiền đó một cách gián tiếp hỗ trợ cho nhau thì trường hợp này các chính phủ muốn chiều lòng thay vì họ ở một cái khách sạn cũng sang trọng khác ở thủ đô họ chọn ở khách sạn của ông Trump hoặc chọn khách sạn của Las Vegas à, phía ông Trump thì trong đó con trai của ông là Eric Trump á, Hôm qua đã bác bỏ cái báo cáo này của Đảng Dân Chủ. Lẽ đương nhiên ông Trump nói rằng đây là cái chiêu trò của Đảng Dân Chủ tìm cách à, lấp liếm cái vụ mà bên phía Hạ viện đang muốn điều tra ông Joe Biden nhận tiền lại quả từ con trai Hunter Biden. À, bên phía Eric Hunter nói Ô, tất cả số tiền này lên tới à, 7,8 triệu Mỹ Kim. À, tin tức ghi nhận được là bên phía ông Trump hưởng lợi. Ông Trump thì nói rằng tôi không có điều hành Uh, trong organization uh, lúc đó tôi cũng chẳng nhận tiền Eric thì nói rằng là số tiền này đã trả lại hoặc là đóng góp lại cho uh, quỹ dự trữ uh, liên bang hoặc là ngân sách nhà nước và thưa quý vị um cơ quan FDA trong cái nỗ lực mà suốt hơn 3 năm qua để mà giảm giá thuốc cho các bệnh nhân ở Hoa Kỳ đó đã tiến đến một cái bước rất là gần chỉ có thể trong vòng từ 3 đến 6 tháng nữa thôi cho phép các tiểu bang từ nay có thể nhập cản thuốc từ Canada để mà giảm chi phí mà đầu tiên là tiểu bang Florida thì cái chuyện mà tại sao tiểu bang Florida được đầu tiên đó là phải nói là vào năm 2020 ông thống đốc Ron DeSantis là cái người đầu tiên ông đưa ra một cái giống như proposal thưa quý vị cho phép tiểu bang có thể nhập cản thuốc giảm chi phí tại vì trong cái proposal này của Florida đó là họ nói là họ chỉ chú trọng cho những bệnh nhân nằm trong chương trình Medicaid rồi những bệnh nhân ở trong tù nói chung là những cái chương mà chính quyền của tiểu bang phải bỏ tiền ra để mà mua thuốc à, mà theo như ước tính của tiểu bang này khi đó đó là có những cái loại thuốc mà các công ty dược phẩm họ tính lên đến gần 400 đồng chỉ cho một viên thuốc thì nhìn chung đó những cái giá tiền thuốc ở tại Hoa Kỳ này nó hơn ở uh, thuốc cùng loại hết ở Canada đến 218% là một cái con số không thể nào chấp nhận được. Thì khi đó Florida À, họ đưa ra cái uh, proposal đầu tiên thì là lúc đó vẫn còn là dưới thời chính quyền của ông Trump thì có thể lúc đó ông Trump ông đang nỗ lực muốn được tái tranh cử cho nên là ông đã ủng hộ cho cái proposal này và ông thúc đẩy cơ quan FDA uh, nhanh chóng chuẩn thuận nhưng mà thật sự không thể nào nhanh chóng được tại vì thật sự ra ở Hoa Kỳ này đó uh, uh, luật cho phép À, giống như là các nhà thuốc hay là bệnh nhân họ có quyền mua thuốc từ nước ngoài nhưng mà thật sự ra những cái trường hợp mà được à, à, mua được ra được giấy phép chỉ đếm trên đầu ngón tay bởi vì hai cái lý do à, chính thứ nhất là chính phủ Hoa Kỳ mà cơ quan FDA đó họ lo ngại về cái sự an toàn của những cái loại thuốc ngoại quốc này và thứ hai và là cái nguyên nhân mà quan trọng nhất đó là gặp cái sự chống đối mạnh mẽ của các công ty dược phẩm mà đa số thì lại là những cái tay lãnh đạo những cái công ty dược phẩm này đó lại là những cái cổ đông uh, của các chính trị gia đảng cộng hòa cứ mỗi khi mà phía uh, chính phủ hay là FDA uh, có muốn đưa ra những cái luật để mà nỗ lực giảm giá thuốc là gặp lại một cái sự chống đối tất cả các thành viên đảng cộng hòa họ phản bác không thông qua những cái dự luật này cho nên mãi suốt mấy chục năm trời cái giá thuốc ở đây đều bị các công ty dược phẩm thao túng thì uh, quay trở lại với cái nỗ lực trong những cái năm cuối trong cái năm cuối của ông trump đó thì sau đó ông biden lên chính quyền đảng dân chủ thì lúc nào cũng có cái nỗ lực muốn giảm giá thuốc cho nên là ông tiếp tục thúc đẩy cho cái chuyện này thì với cái chuyện mà florida và nghe nói một số tiểu bang nữa thôi quý vị nhưng mà bây giờ chưa biết bao nhiêu tiểu bang họ cũng đưa ra cái proposal theo bước chân của florida thì nếu mà muốn được nhập cản thuốc đó thì đầu tiên là um, các tiểu bang này phải đưa ra một cái danh sách Uh, chi tiết là thứ nhất những cái loại thuốc này uh, chữa những cái loại bệnh gì chẳng hạn thì như ở florida họ muốn là uh, mua những cái loại thuốc đầu tiên chữa hiv uh, bệnh uh, tiểu đường hepatitis c và một số những cái bệnh uh, tâm thần uh, thì uh, và phải có một cái bảng giống như là cái resort từ những cái uh, bác sĩ chuyên ngành là những cái loại thuốc mà nhập cản từ Canada đó đã thông qua được những cái tiêu chuẩn à giống như của FDA là hoàn toàn an toàn thì mới được và bên cạnh đó thì cái chương trình này đó sẽ chỉ được thử nghiệm trong vòng 2 năm đầu thôi rồi sau đó đó các tiểu bang họ phải đưa ra một cái bản thống kê cho FDA là khi mà nhập cản về như vậy đó họ đã tiết kiệm được bao nhiêu có thực sự tiết kiệm hay không rồi sau đó mới được FDA tiếp tục cho chuẩn thuận những năm tiếp theo thì phía FDA bây giờ đã hoàn toàn chuẩn thuận cái proposal ừ. đầu tiên của uh, của Florida rồi thì rất nhanh chóng có thể là trong vòng năm nay Florida sẽ được nhập cảnh một mớ thuốc đầu tiên từ Canada. Chúc mừng cư dân của Florida mua thuốc rẻ ở Canada. Nhiều người ở Bắc Texas hoặc là ở California họ chạy sang Mexico ừ. để mua thuốc. Chúng tôi uh, quay trở lại ngay sau phần quảng cáo. Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty. 405 Cabinets chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Chuyên và Kim Thư chơi nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. Happy Chewy easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 7148976100 và 7144877889. Nature Medic Fucodan độc quyền kết hợp với AHCC góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng. TMN Insurance, xe và nhà giá rẻ, hãng bảo hiểm tốt, đề bù thỏa đáng 714-741-2008. Gọi ngay Mango Tours 9746 để có vé máy bay giá ưu đại đến Việt Nam chỉ từ 650 đồng. Công ty J&A, nhà nhập khẩu và phân phối thực phẩm Á Đông trên toàn nước Mỹ với các mặt hàng khô thương hiệu hai con ngựa. Hôm nay là ngày 5 tháng 1 2024. Ngày 5 tháng 1 1979 đánh dấu ngày đầu tiên Trung Quốc và Hoa Kỳ chính thức có mối bình thường hóa quan hệ ngoại giao. Và thưa quý vị, sáng ngày hôm nay ông Vương Nghị hiện nay là ngoại trưởng tiếp nối. Ông đã từng bị nghĩa là từ chức để tìm kiếm một cái vị ngoại trưởng lên thay thế nhưng mà sau đó cái ông mà lên để mà thay thế ông Vương Nghị đó lại dính líu đến chuyện tình ái lăng nhăng bị chuốt phế cho đến giờ phút này biến mất luôn. Cho nên sau đó thì tập cận bình đưa ông Vương Nghị và đến giờ phút này thực sự thì từ cả chục năm qua à, tương tự như là phía nga vậy đó, à, phía nga có Sergei Lavrov, ông à, Putin ông trị vì nhiều uh, năm quá, cho nên họ vẫn giữ được cái vị thế không không khó thay thế lắm. Có những nhân vật khó thay thế, mà nhất là những cái xứ sở độc tài đó họ thường thường là giữ luôn cái, cái chức vụ ngoại trưởng, uh, cái vai trò của vương nghị rất là quan trọng. Tức, uh, như là những cái vai trò của các vị ngoại trưởng Hoa Kỳ mà cứ 4 năm hoặc là 8 năm thay đổi một lần. Sáng ngày hôm nay ông vương nghị uh, coi như là những cái tuyên bố làm giảm cái nhiệt mà căng thẳng giữa hoa kỳ và trung quốc mà trước đó chỉ có một ngày thôi thưa quý vị hôm thứ tư hôm thứ năm ngay cả phía tập cận bình trung quốc đó đã vẫn tiếp tục tuyên bố nhất định là sẽ thống nhất với đài loan thì ngày hôm nay không có tuyên bố gì về thống nhất với đài loan cả nhưng mà ông vương nghị đã cùng với người đại diện ngoại giao của phía Hoa Kỳ mời đến à, văn phòng ngoại giao của Trung Quốc như quý vị nhìn thấy đó để à chào đón mừng bên phía Hoa Kỳ cũng có một cái buổi lễ nhẹ nhàng ngày hôm nay ở thủ đô Washington để mừng kỷ niệm 45 năm ngày bình thường hóa quan hệ ngoại giao. Một trong những thông điệp mà phía Trung Quốc muốn mở lời với phía Hoa Kỳ là chúng ta nên tiếp tục nhắm hướng đi để giữ vững mối quan hệ này một cách bền vững trong tinh thần tôn, 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 tôn trọng lẫn nhau và hòa bình. Có nghĩa mặc dầu không nói đến Đài Loan nhưng mà cái thông điệp của ông Vương Nghị đưa ra cho phía Hoa Kỳ nói rằng Hoa Kỳ nên tôn trọng cái ý nguyện thống nhất Đài Loan của Trung Quốc, nên tôn trọng những à, vấn đề mà Trung Quốc đang à, tìm kiếm ở đường biển Đông vân vân ngược lại Trung Quốc vẫn tôn trọng tất cả những gì mà Hoa Kỳ trong thời gian qua thực hiện điều đó có nghĩa là chúng ta cùng tôn trọng với nhau để hướng tới tương lai à, tuyên bố này được xem là một một hình thức làm giảm nhẹ các mối căng thẳng trong thời gian vừa qua khi ngày hôm qua Đài Loan hướng tới cái ngày này cũng đã tuyên bố là yêu cầu phía Trung Quốc đừng nên tìm cách xen lấn vào chuyện nội bộ bởi vì sắp tới đây ngày 13 là ngày mà Đài Loan tổ chức cuộc bầu cử vô cùng quan trọng. Bà Thái Anh Văn không làm nhiệm không làm tổng thống nữa bởi vì kết thúc à, theo hiến pháp của Đài Loan phải đưa một nhân vật khác lên thay thế, hiện nay chưa ai biết được ai là người sẽ lên thay thế bà Thái Anh Văn. Tuy nhiên ai lên thay thế cũng thế cũng phải tôn trọng cái nguyện ước của phía Trung Quốc. Đài Loan không muốn gây hấn với phía Trung Quốc, đó là lý do mà thành viên của đảng dân tộc chủ nghĩa của phía Đài Loan á họ tuyên bố họ muốn đối thoại với phía Trung Quốc hơn. Ngày hôm nay thì phía Trung Quốc đưa ra những cái lời nói chung là nhẹ nhàng nhân kỷ niệm này. Và quay trở về phần tin Hoa Kỳ thì thưa quý vị chỉ trong vòng tuần này thôi có hai chuỗi nhà hàng với lại tiệm bánh vốn rất là nổi tiếng nhưng mà tự dưng giống như đóng cửa hàng loạt mà không có báo trước cho nên là họ khiến cho khách hàng của họ uh, đi từ cái bất ngờ cho đến trở tay không kịp. Thì đầu tiên đó là cái uh, chuỗi uh, tiệm bánh gọi là Sweet Lady Jane uh, Thứ nhất cái tiệm bánh uh, cái chuỗi tiệm bánh này đó là tiệm bánh mà cao cấp uh, chỉ có uh, 6 cửa tiệm nhưng mà nằm ở những cái khu vực rất là đắt đỏ thưa quý vị uh, Santa Monica, Beverly Hills uh, Calabasas Encino West Hollywood với lại San Fernando và trước cái ngày một tây đó thì đang có chuẩn bị mở thêm hai cửa tiệm nữa thì tuy nhiên khách hàng của cái tiệm bánh này đó họ nói là mới ngày 30 họ còn mua bánh rồi không có thấy dán nhãn gì hết ngày một tây thì đương nhiên tất cả những cái nhà hàng ăn uống họ đóng cửa qua ngày hai tây tự dưng đến trước cửa tiệm xếp hàng thì uh, cái cửa tiệm này là từ nay đóng cửa hết cả sáu cửa tiệm không còn một cửa tiệm nào mở cửa kinh doanh nữa cả và khách hàng họ không biết lý do vì sao hết thì đến cuối ngày đó cái uh, chủ của cái cái chuỗi cửa tiệm tiệm bánh này mới đưa ra cái thông báo uh, cho biết là thứ nhất uh, qua năm mới tiền lương uh, uh, minimum wage tăng ở những tại vì họ nằm ở những cái thành phố mất tiền cho nên là à, số tiền lương mà họ trả cho nhân viên nó phải cao hơn cái 16 đồng một giờ của tiểu bang California. Rồi bên cạnh đó họ nói tiền thuế cao vân vân à, rồi tiền thuê mặt bằng cũng bị tăng cho nên à, họ không còn cách nào khác nếu mà phải kim thêm những cái chi phí đó thì giá bánh phải tăng mà cái tiệm bánh này đã bánh mắc vô cùng thưa quý vị à, một cái bánh mà chỉ khoảng 5 inch nhỏ như đây bằng một cái bàn tay thôi mà giá là đã trước đây đó là đã 70 80 đồng một cái mà ở trong đó là chỉ có một lớp nhân thôi còn nếu thí dụ mà quý vị muốn to hơn hay nhiều lớp nhân là nó lên thành một trăm mấy hai trăm cho nên là khách hàng họ nói đã quá mắc rồi Vậy mà cuối cùng không chịu nổi phải đóng cửa tiệm. Và sau đó nữa chỉ cách đó 2 ngày thì lại đến chuỗi nhà hàng t Fridays tuyên bố đóng cửa 36 cửa tiệm ở 7 tiểu bang thưa quý vị. À, cũng là giống như là đóng cửa trước rồi sau đó mới đưa ra cái thông cáo báo chí. À, thì bây giờ phía báo chí họ tìm hiểu được là đóng cửa nhiều nhất ở New Jersey 7 cửa tiệm sau đó 6 cái ở Massachusetts và 5 cái ở New York rồi sau đó một số tiểu bang như là California, Colorado, Florida, Texas với Pennsylvania. Đây toàn là những cái nơi mà Thursday Friday nói là trong vòng 3 năm vừa qua đó bị thua lỗ. Từ từ chúng ta thấy những thương hiệu nhà hàng nổi tiếng của Hoa Kỳ đóng cửa hết. Họ phải trả cái tiền thuê mặt bằng rất nhiều quý vị ha. À, trả lương nhân viên là chiếu theo California theo đó đó bao trên bao nhiêu nhân viên đó, là công ty phải trả luôn workers comp rồi vì cung cấp bảo hiểm cho nhân viên nữa một ngày mà không có bao nhiêu trăm khách vào và mỗi một cái thực đơn như vậy mỗi người cũng phải trên 20 đô la một lần vào ăn đó, thì họ chừa vừa có hề vốn thôi chứ không dám nói lời đó là lý do lần lượt họ đóng cửa hết À, một nhân vật và ông là từng là người cảnh sát thủ đô bảo vệ tòa nhà quốc hội. Ông là người đã đứng ra để ngăn cản cái đoàn người tấn công vào tòa nhà quốc hội ngày 6 tháng 1. Đây là ông Harry Dunn Ông uh, cho biết ông ra tranh cử ghế dân biểu đại diện cho khu vực 3 của tiểu bang Maryland. Ông sống ở Maryland và mỗi ngày vào à, cách đây 2 năm, đó, ông vẫn thường xuyên làm việc đến đây để bảo vệ an ninh. Ông nói rằng cho đến giờ phút này những à, cái, à, à, cái, những cái giấc mơ gọi là kinh dị vẫn đang diễn biến trong đầu của ông không quên được ngày mà ông tưởng rằng có lẽ thể là ông sẽ phải mất mạng vì cái sự hung hăng của cái đoàn người tấn công và tòa nhà quốc hội. À, chắc có lẽ vì thế mà ông à, quyết định là sẽ ra tranh cử thưa quý vị à, đó là các bản tin đáng chú ý trong ngày hôm nay à, mời quý vị trở lại với chúng tôi lúc 5 giờ với phần tin cập nhật vào buổi chiều tin tức nổi bật với Đinh Quang Anh Thái à, mời quý vị vào trong trang nhà tv com à, nếu vào youtube mong quý vị nhấn một nút like và chưa subscribe thì subscribe quý vị nhé kính chúc quý vị cuối tuần thật nhiều niềm vui bên gia đình hẹn gặp lại vào chương trình tuần sau